Thưa quý vị và các bạn, tối qua đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban, sở ngành và lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hội Hợp luôn phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, là điểm sáng của tỉnh và thành phố trong nhiều lĩnh vực. Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, vùng thuần nông xưa đã lột xác trở thành một đô thị trẻ với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 12 trên 12 khu dân cư đều có các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với 38 câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ khiêu vũ thể thao. Năm 2024, toàn phường có 98,4% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 12 trên 12 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Hội Hợp là địa phương triển khai và duy trì phố đi bộ An Bình trở thành không gian văn hóa đặc sắc trên địa bàn. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4%. Phường Hội Hợp cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh xây dựng mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị và các mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. 3-0, không cờ bạc, không ma túy, không tín dụng đen. Mặt trận Tổ quốc phường Hội Hợp với việc hiếu văn minh và phong trào xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Phấn khởi khi về dự ngày hội với cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Hội Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, việc tổ chức ngày hội là nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Ghi nhận những kết quả nổi bật của phường Hội Hợp đạt được thời gian qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, các phong trào cuộc vận động của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đề nghị phường Hội Hợp tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở từng thôn, xóm có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta. Xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên, ấm no hạnh phúc và giàu đẹp là để cho chính chúng ta hưởng thụ. Vì vậy, tôi xin đề nghị và mong muốn bà con hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng các khu dân cư trong phường Hội Hợp của chúng ta cũng như của tất cả khu dân cư trong toàn thành phố Vĩnh Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống vẻ vang phường Hội Hợp của thành phố Vĩnh Yên anh hùng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đã tặng bằng khen của Bộ Công an cho phường Hội Hợp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, trao tặng cờ thi đua và bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ phường Hội Hợp và hai cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2019-2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đã trao tặng 20 phần quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường Hội Hợp. Trong chương trình tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hội Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu đã tham quan phố đi bộ An Bình, không gian văn hóa đặc sắc, điểm nhấn của đô thị phường Hội Hợp và thành phố Vĩnh Yên.